cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, Thủ tướng lại ghi điểm cộng trước Tô Lâm như thế nào? Trong thời gian gần đây, chính trường Việt Nam nóng lên từng ngày, nhất là sau khi hai thành viên của phe Nghệ Tĩnh là Đinh Tiến Dũng và Nguyễn Văn Yên bị đánh gục. Công luận hồi hộp chờ đợi cái lượt trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, cánh tay phải của Tổng Trọng sẽ được xướng danh và cho thôi chức. Đây là một vấn đề gần như đã chắc chắn nằm trong mục tiêu của ông Tô Lâm và Bộ Công an trong tiến trình đảo chính không tiếng súng, nhằm mục đích hạ bệ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, ông Tô Lâm cũng quyết tâm xóa sổ phe Nghệ Tĩnh để dỡ bỏ toàn bộ hệ thống chân rết quyền lực mà ông Trọng đã xây dựng trong rất nhiều năm qua. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn tỏ ra thận trọng trước chiến thắng của ông Tô Lâm và phe cánh bởi nhiều lý do, trong đó có lý do vì sao ông Tô Lâm sau hơn một tháng trên cương vị chủ tịch nước vẫn chưa có biểu hiện sẽ đi công du nước ngoài. Phải chăng Tô Chủ tịch và Bộ Công an vẫn chưa nắm chắc được việc quản lý nội bộ của đảng? Trong thời gian gần đây, trong các tứ trụ của Việt Nam, duy nhất chỉ có Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt chuyến thăm nước ngoài. Sau chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện chuyến công du Trung Quốc, dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Đại Liên năm 2024, rồi tiếp tục tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay sau đó, vào ngày 30 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lên đường thăm chính thức Hàn Quốc. Đáng chú ý là cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 26 tháng 6. Theo truyền thông nhà nước vào ngày 27 tháng 6 cho biết, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức thông báo Việt Nam có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt nối với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường của ông Tập Cận Bình khởi xướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết 3 dự án đường sắt đang được xem xét, cụ thể là tuyến đường Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, tuyến Lạng Sơn, Hà Nội, tuyến Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Cũng tại hội nghị ở Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào các dự án tàu điện ngầm ở Hà Nội và Sài Gòn. Còn tin hành lang thì cho biết thêm, việc Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà đề xuất phương án xem xét mua dòng máy bay chở khách C-919 của Trung Quốc để khắc phục tình trạng thiếu hụt tàu bay trầm trọng của Vietnam Airlines cũng xuất phát từ gợi ý từ Văn phòng Chính phủ trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng. Chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra vào lúc Bắc Kinh đang cố gắng thắt chặt quan hệ với Hà Nội trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ trong khu vực ASEAN. Trong lúc chỉ còn 17 tháng nữa, Đại hội Đảng 14 sẽ diễn ra dự kiến vào tháng 1 năm 2026 với hai ứng viên cuối cùng là Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Giới phân tích quốc tế trước đây từng đánh giá, ông Tô Lâm có khả năng rất cao sẽ trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, để ông Tô Lâm vượt qua được ông Chính không phải là điều dễ dàng. Với lý do trái ngược với ông Tô Lâm, một chính khách được cho là gây tranh cãi trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, thì ngược lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận được sự ủng hộ cao của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đó là lý do vì sao sau chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Thủ tướng Phạm Minh Chính được Ban lãnh đạo Trung Nam Hải đánh giá cao và ủng hộ. Điều này được cho là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Bắc Kinh trong các dự án giao thông kết nối Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường do Tập Cận Bình khởi xướng. Đây là một quả tạ nếu ném lên đĩa cân sẽ nghiêng về phía ông Chính nhiều hơn trong khả năng trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 trong cuộc đua giữa hai ứng viên Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, Thủ tướng lại ghi điểm cộng trước Tô Lâm như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đằng sau chủ trương cho lãnh đạo cấp cao rút lui trong danh dự của Tổng Trọng là gì? Sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016, Tổng Trọng đã khởi động một chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn, hay còn gọi là công cuộc đốt lò. Đây là bản sao của chiến dịch đà hổ diệt ruồi mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi động ở Trung Quốc từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Trong lúc chiến dịch đà hổ diệt ruồi ở Trung Quốc đã thành công đáng kể,
thì công cuộc đốt lò của Tổng Trọng vẫn chưa thành công, nếu không nói là thất bại hoàn toàn. Đài tiếng nói VOV1, mục thời sự từ ngày 27 tháng 6 đưa tin Trung Quốc khai trừ hai cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra khỏi đảng. Bản tin cho hay hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là Ngụy Phượng Hòa và Lý Vượng Phúc vừa bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ ra khỏi đảng. Quyết định được đưa ra vào hôm 27 tháng 6 năm 2024. Theo đó, cả hai vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng này đều bị kỷ luật khai trừ đảng vì vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng. Cụ thể, hai ông đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và kỷ luật tổ chức, lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và đưa nhận hối lộ. Trong quá trình thẩm tra, điều tra, cả hai ông còn bị phát hiện có những hành vi vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng khác. Theo giới quan sát, khả năng cao cả hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc sẽ bị khởi tố hình sự với tội danh ở mức cao nhất, với bản án rất nghiêm khắc, kể cả án tử hình. Đây chính là lý do vì sao công cuộc đào hồi rượt ruồi ở Trung Quốc thành công và tình trạng quan tham với quy mô lớn đã giảm bớt rất nhiều. Trong khi đó, công cuộc đốt lò Việt Nam do Tổng Trọng phát động đã hơn 8 năm, nhưng tham nhũng không hề thuyên giảm, ngược lại còn lan rộng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Kể cả những lãnh đạo cấp cao nhất ở thượng tầng chính trị của Đảng cũng nhúng chàm. Một trong những nguyên nhân cơ bản nhất khiến công cuộc đốt lò thất bại là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không cương quyết và triệt để xử lý kỷ luật theo lối giơ cao đánh khẽ, thiếu tính răn đe nên các quan chức không sợ hãi. Điều này khác hẳn với công cuộc chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc. Bắc Kinh sẵn sàng áp dụng các mức án cao nhất, nghiêm khắc nhất, kể cả tử hình. Theo giới quan sát, kể từ khi có quy định số 41 QĐ-TV của Bộ Chính trị ban hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao từ ủy viên trung ương trở lên, thì quan thang cấp cao hầu như không bị xử lý hình sự. Bằng cách chủ động xin thôi chức khi mắc sai phạm thì mặc nhiên sẽ được phép hạ cánh an toàn, không bị xử lý hình sự mà chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật đảng. Đây là lý do vì sao 7 ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật trong vòng hơn 3 năm qua, dù đều lại có những sai phạm đủ căn cứ xem xét cho miễn nhiệm, nhưng tất cả đều được hạ cánh an toàn theo cách chủ động xin thôi chức. Nhìn chung, các thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc kỷ luật đối với lãnh đạo cấp cao đã dập khuôn đến mức không sai một dấu phẩy. Đó là đồng chí A đã nhận thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân nên có đơn xin thôi các chức vụ được phân công, nghỉ công tác, nghỉ hưu và được lãnh đạo Đảng, Ban chấp hành Trung ương đồng ý. Điều vừa kể trên trái hoàn toàn với quy định số 41, theo đó có hình thức kỷ luật là miễn nhiệm đối với trường hợp có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức, hay là từ chức là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Như vậy, rõ ràng những vi phạm của 7 ủy viên Bộ Chính trị kể trên, trừ ông Phạm Bình Minh, đều đúng với căn cứ để Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét miễn nhiệm hay buộc phải từ chức. Nhưng Tổng Trọng và lãnh đạo Đảng đã không làm như vậy, mà cho phép tự nguyện xin thôi chức và được đồng ý cho thôi chức. Theo giới phân tích, quy trình xin thôi chức để được hạ cánh an toàn là sản phẩm của ông Tổng Trọng. Ông Trọng còn cho rằng đây là một điểm mới mang tính nhân văn, nhân ái khi chủ trương khuyến khích cán bộ cấp cao xin thôi chức để tránh bị xử lý hình sự. Theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi thì tốt nhất xin thôi, rút lui trong danh dự là tốt nhất. Mà rút lui trong danh dự có nghĩa là các quan chức này không bị xử lý hình sự, vẫn hưởng đủ các tiêu chuẩn cũ theo quy định, và quan trọng là không bị tịch thu tài sản do tham nhũng mà có. Dù rằng những lãnh đạo này đã có những sai phạm gây hiệu quả nghiêm trọng và khó có thể khắc phục được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin đằng sau chủ trương cho lãnh đạo cấp cao rút lui trong danh dự của Tổng Trọng là gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.